Chú Thao quay cho các bác, dành cho các bác tín đồ của dòng gáy 5 tiếng này. Đấy, 5 tiếng nhé. Đây là một đôi. Đó. Hôm nay là 25 tháng 9. Các bác. Đấy, các bác vừa nghe gáy gọi 5 tiếng nhé. Một con trống này thì em để giá là 700, còn nếu mà bắt cả đôi, cả trống, cả mái, bắt đầu hơn một mùa rồi thì em để giá 1 triệu. Đó. Anh em nào lấy một con trống chơi thì 700, mà anh em nào bắt cả đôi, đúng như đôi này em gọi là mã số 70. Mã số 70 đăng ngày 20, đăng ngày 25 tháng 9. Đấy. Để cho các bác nắm bắt được. Chim rất ok luôn. Chim thuần lắm. Đấy nha, đúng hình ảnh luôn.